85 là TT 553 chưa chịu rửa không? Chạy kiện không? Đã thì chứ. Máy chạy kiện nè. Đây. TT 6 TT 553. Nhưng mà 85 máy chạy đã không? Lốc nó chát rồi con. Lốc. Ờ lốc chắc tươi nha. Lốc bánh chắc tươi luôn á, đẹp nè. Cái máy kim còn luôn nè, ghê không? Đẹp không? Máy chạy hùng hổ lắm. Ờ. Bơm nhất qua bơm dầu phụ ra đã lắm con, mà con hết dầu khỏi đằng xả đó, chặt cái này nằm bơm ốc ốc rồi chạy thôi. Đó. Con mà 85 chưa chịu rửa nha. Đó. Đã. Tươi ít xài nè, chân đúng là vô trắng ít xài con ha. Cái đời này chạy thấy ghiền lắm mà con.